Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi. Chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm và làm việc với công ty Dusanvina tại khu kinh tế Dung Quốc. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Trần Văn Minh. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vui mừng khi công ty Dusanvina ngày càng phát triển. Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang nhiều nước công nghiệp tiên tiến trên thế giới. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình mong muốn, trong thời gian tới, Dusanvina tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành doanh nghiệp cơ khí hàng đầu trong nước, sản xuất các thiết bị cơ khí hiện đại, cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện, điện hạt nhân trên thế giới, sử dụng hàm lượng công nghệ cao hiện đại. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng đánh giá cao công tác bảo vệ môi trường của công ty Dusanvina trong thời gian qua và lưu ý công ty phải thường xuyên quan tâm đến môi trường để đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời, công ty có chính sách ưu tiên trong quá trình tuyển dụng lao động, nhất là lao động địa phương, góp phần chuyển đổi ngành nghề cho người dân trong vùng dự án ở khu kinh tế Dung Quốc. Trước đó, lãnh đạo công ty Dusanvina cho biết hiện công ty giải quyết việc làm cho 2.500 lao động, trong đó gần 80% lao động là người Quảng Ngãi. Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang 30 quốc gia trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.